Đây là bài tập 5 em đã hoàn thành. Thì bài tập 5 này là tạo bộ điều khiển cho cái xe đẩy này. Có thể là xe rùa, xe cút kích, xe để mà khi mà đẩy bằng tay cầm này thì cái một bánh xe đây sẽ lăn và di chuyển. Thì cái xe này nó hoạt động theo kiểu là có một bánh xe lăn ở đây, hai vụt nổ hai bên để giảm sốc. Cái tay cầm này sẽ có tâm ở bánh xe luôn, để khi nâng lên hạ xuống thì nó sẽ theo hình vòng cung nâng lên hạ xuống như này, và nó được đẩy đẩy tác động lực ở ngay tại vị trí tay cầm này. Thì ở đây có bốn cái controller điều khiển. Về hệ thống vận hành thì thứ nhất là cái bánh xe này sẽ lăn lăn theo cái main controller này để điều khiển cái vị trí của cả xe. Thứ hai nữa là điều khiển rotate, hướng xe. Và khi cái xe main controller này di chuyển dọc theo trục X thì cái bánh xe này sẽ tự động lăn theo chiều di chuyển. Thì để cái bánh xe này tự động lăn á, thì thứ nhất là em tạo một cái zone ở đây ở tâm bánh xe để điều khiển cái bánh xe này bằng parent control. Thì khi mà sau đó thì em dùng cái main control kết nối, dùng cái range layout của main control để điều khiển cái rotation Z, rotation xoay của cái zone, điều khiển cái rotation Z. Thì translate điều khiển rotation Z của bánh xe thì bánh xe sẽ tự động xoay, nhưng mà khi mà mặc định á, thì nó sẽ tạo ra một cái node unit, thì unit mặc định của nó là 0,0017. Thì để cho nó xoay theo đúng chiều mong muốn thì em set nó bằng -1, thì nó thứ nhất nó xoay theo đúng đúng cái chiều bánh xe, đúng cái chiều xe đi. Thứ hai nữa là nó xoay đúng cường độ mong muốn. Ngoài ra thì bánh xe này cũng có thêm một cái controller. Controller này là controller tổng. Controller này sẽ điều khiển cái zone này để điều khiển parent. Controller này sẽ là điều khiển parent hoặc là parent control với cái zone này, để khi mà controller này xoay á, khi mà cầm cái controller này xoay thì cái bánh xe xoay theo. Và nó khi mà nó di chuyển lên xuống thì cái bánh xe cũng lên xuống theo. Và controller này có cái trục là trục dọc theo chiều của cái vuột nhún piston này. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà xe vận hành á, để vận hành đúng thì cái di chuyển lên xuống của nó phải dọc theo như này, dọc theo chiều của cái vuột nhún. Bởi vậy thì cái controller này sẽ có trục cố định là trục cái gì? Trục X dọc theo chiều của piston này. Cho nên là khi mà diễn cái xe này đi á, thì cái controller chính này, controller tổng này không di chuyển, mà cái xương con này sẽ di chuyển, sẽ xoay khi mà xe di chuyển thì cái zone này sẽ xoay, còn cái control mẹ sẽ đứng yên để giữ cái trục của nó, giữ trục lên xuống của nó cố định.
Đó, thì cái zone này sẽ tự động xoay zone con. Vậy là nói cách khác là cái control layer này sẽ điều khiển cái bánh xe gián tiếp thông qua cái zone này. Thứ hai là về cái tay cầm handle, cái tay cầm model này, thì cái model tay cầm này sẽ được điều khiển bằng parent content bởi cái handle FK này. Thì khi cái FK handle này xoay thì cái tay cầm này cũng xoay theo và xoay tại tâm của bánh xe, để mà đúng cái cơ cấu hoạt động của nó. Thì cái tâm của handle này, tâm của FK handle này đặt ở bánh xe. Và cái FK control này cũng có thể điều khiển cái model tay cầm này một chút về translate, bởi vì nó đã được parent control. Ngoài ra thì cái model tay cầm này còn được điều khiển gián tiếp bởi cái IK handle này. Thì IK handle này nhiệm vụ của nó là điều khiển cái hướng nhìn của cái tay cầm, điều khiển gián tiếp thông qua cái FK handle này. Tức là cái IK handle này sẽ điều khiển cái FK handle này để điều khiển bằng em constraint, để khi mà cái này di chuyển trên slate thì cái FK handle luôn nhìn về cái IK handle này, và nó tạo ra một hệ thống giống như IK handle của xương. Đó. Tetris thì nó hoạt động khá khá ok. Thì ngoài ra thì hai cái vượt nhúng này, hai cặp vượt này sẽ chia ra, hai cặp vượt này sẽ được điều khiển bởi bốn cái locator up và down, upper và lower, bốn cái locator ở bốn bốn đỉnh của cặp vượt, điều khiển bằng parent constraint. Hai cặp vượt này có cái cơ chế dụng vận hành giống nhau. Tức là khi mà hai cái locator này parent constraint vào, cho nên là khi mà hai cái locator này di chuyển thì cặp vượt này cũng di chuyển, xoay thì cặp vượt này cũng xoay theo. Ở dưới cũng vậy. Di chuyển thì hai cái lower piston này sẽ di chuyển theo. Và xét về cái cơ cấu thì hai cặp vuột này sẽ di chuyển trượt vào nhau, tức là nó hai cái vuột này piston trên dưới sẽ luôn nhìn vào nhau, cho nên hai cái locator ở trên và ở dưới sẽ luôn nhìn vào nhau, em constraint với nhau. Cho nên là khi mà chúng ta tạo thì thì sẽ sử dụng em constraint giữa cái trên và cái dưới với nhau để nó luôn nhìn về nhau. Và từ đó thì hai cái piston sẽ luôn nhìn vào nhau luôn. Bên này cũng vậy. Thì để mà em constraint á thì phải em đã tạo ra hai cái locator phụ ở trên ở dưới, để mà khi mà em constraint á thì nó sẽ sử dụng cái hai cái locator này để nhắm vào theo trục up. Trục up ở đây là trục trục up ở đây là trục Z, còn trục X
nó sẽ luôn nhìn vào locator của nhau, của piston kia. Còn trục up thì nó nhìn vào hai cái locator phụ này. Và khi hai cái locator phụ này di chuyển thì cái trục up của nó hướng theo, cho nên là hai cái piston cũng xoay theo, bốn cái piston cũng xoay theo. Đó, khi nó di chuyển theo hướng nào đó thì những cái piston này sẽ di chuyển xoay theo để cái trục up hướng vào. Có thể điều khiển thêm hướng xoay của piston. Thì cuối cùng là cái main control này sẽ là parent, sẽ là bố của tất cả những cái controller này, để khi mà main controller này di chuyển hoặc là xoay thì những cái controller phụ, controller con này sẽ đi theo. Ngoài ra thì để mình diễn thì khi mà cái IK handle này xoay theo hai hướng qua về hai bên thì cái bánh xe này cũng phải xoay theo hướng đó để không phá hủy cái cơ cấu hoạt động, không làm xiên xẹo. Thì cái bánh xe này cũng phải hướng theo cái controller IK này. Cho nên là cái bánh xe này sẽ được cái controller này, nói chính xác là cái controller này sẽ có mối quan hệ là em constraint với cái bánh xe này, cái IK handle này. Và em sử dụng là cái controller này. Cái controller IK handle này sẽ điều khiển em constraint theo trục x với cái group offset của cái group mẹ của cái controller này, điều khiển bằng em constraint. Thì nó sẽ điều khiển theo trục x với cái group mẹ của cái group offset của cái controller bánh xe này theo trục y, rotate y. Đây, nó điều khiển chỉ theo trục y thôi, bởi vì trục trục x và trục z nó sẽ không không cần nhìn theo, nhất là trục z nó không cần nhìn theo. Đó. Thì đó là cơ cấu hoạt động chính mà em đã tạo cho bộ điều khiển này. Thì Tetris thì cũng ok hết rồi. Tetris xoay và di chuyển thì nó đã ok hết. À, nói thêm thêm còn thiếu về cái locator điều khiển cái piston này. Thì cái locator này, hai cái piston này á thì chia ra hai phần, phần trên á thì nó sẽ gắn cố định vào, được gắn cố định vào cái phần tay cầm phía trên này. Để khi mà cái tay cầm di chuyển thì hai cái piston ở trên cũng di chuyển theo, vì phần này được gắn cố định. Còn cái phần dưới của piston, hai thanh ở dưới sẽ cố định, sẽ có hai điểm cố định ở hai bên bánh xe này, nó sẽ được gắn đinh vào hai bên bánh xe này. Tức là hai bánh xe này khi mà di chuyển lên xuống, khi mà di chuyển thì hai cái piston ở dưới cũng di chuyển theo cái phần cố định đó, theo hai phần cố định hai bên này, để nó trượt lên trượt xuống piston giảm xóc. Thì
Vì thế thì để mà cố định lại thì em đã cho hai cái locator điều khiển ở trên này, nó là con của cái FK handle này, tức là cái FK handle này nó sẽ điều khiển hai cái này theo parent constraint. Nó sẽ điều khiển chính xác hơn là cái group offset, hai cái group mẹ của hai điều khiển hai group này, của cái hai locator trên này, để mà khi mà hai cái này khi mà di chuyển bằng cái này thì nó sẽ đi theo. Còn phần dưới nó cũng được parent constraint hai cái locator dưới này, hai cái locator ở dưới điều khiển hai piston ở dưới, nó được điều khiển bởi cái controller bánh xe này theo parent constraint luôn. Thì nếu đáng lẽ thì hai cái piston này được hai piston dưới được parent constraint vào cái controller này, thì khi controller này xoay theo rotate z thì nó sẽ xoay theo hướng này, nó sẽ xoay như này. Nhưng mà bởi vì trước đó thì cái hai cái locator này nó đã được em constraint luôn hướng hướng nhìn vào hai cái locator trên này, cho nên là nó sẽ ưu tiên cái em constraint này hơn và nó giữ giữ nguyên cái rotate nó chỉ và như thế thì cái controller này nó sẽ chỉ điều khiển cái translate, còn cái rotate thì nó sẽ giữ lại, nó không điều khiển hai cái locator ở dưới làm cho piston bị hư. Và những cái locator phụ hai bên này sẽ được parent constraint vào những cái controller này để nó đi theo cái sự di chuyển. Đó. Thì về rig thì test rig thì đã ok hết rồi. Đó là bài tập em đã hoàn thành.